Rồi xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh mai vàng bánh tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị lô mai ghép giống cúc thọ hương. À, cây ghép cũng khá là ok rồi. À, cho cô chú anh chị mình mua về mình chăm là mình cho tết năm 2024 ha. Rất mong cô chú anh chị mình xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của em nha. Rồi không là mất thời gian nữa ha. Mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn là mã số một um, 1E đây cô chú anh chị. 1E ha rồi một cái thợ hương ha đế giữ dần cái đế luôn cô chú anh chị cũ nè bàn là rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha này thì em ghép tay cành ghép đầy đủ rồi cô chú anh chị ha hoành là được 23 nha cô chú anh chị cao là được 96 tán ngang là được 68 rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha rồi em đổi cây ạ à. Rồi mã số 2E. 2E là một cái cúc thọ hơn nữa cô chú anh chị ha. Cây này cũ đế có luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Cái này tàn khá là đều nè, bo dạ hết cô chú anh chị ha cụ đế thì bự chản luôn cụ đế nở ha thì cái phần này thì bên em ví dụ cô chú anh chị mình có đặt hàng ha bên em có đóng hàng hơi chậm trễ tí xíu cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha tại vì phần này là hàng lớn đóng thùng xốp thì nó không được đóng thùng xốp thì nó sẽ bị dễ bị gãy với lại tét mấy cái đầu này nên là bên mấy cái đầu ghép á nên là em đóng kiện gỗ toàn bộ em đóng kiện gỗ hết nên là nhiều khi là em đóng có chậm trễ thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm giùm em nha rồi em thông số ha rồi quanh là được 20 ha cũ là được 31 mươi chiều cao là được 82 tán ngang của nó là được 75 cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha rồi giá là rưỡi em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha rồi, em đổi cây ha rồi tiếp theo mã số 3e thọ hương tiếp tục nha cô chú anh chị hoàn là được 19 cao của nó là được uh, 91 tán ngang của nó là được 69 cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình nha rồi giá là 750 bao phí vận chuyển nha rồi mã số 4e là thọ hương cô chú anh chị ha cái này á đế nguyên một cái cục ở đây và nó bàn nó nôm ra rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình Đó. rồi em đã thông số luôn ha và quanh ta điểm này là được 24 nha cao của nó là được 97 mươi tán ngang của nó được 73 Cái này em giao lưu 1 triệu 200 ngàn em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị nha Rồi em đổi cây nha Rồi tiếp theo là mã số 5E là một cây cúc thọ hương nữa cô chú anh chị ha Cây này tàn khá gốc lớn luôn cô chú anh chị nha Rồi em không số luôn nha Rồi hoành tay điểm này là được 27 nha cô chú anh chị Đây 27 nha Cụ đế nở ở dưới của cô chú anh chị ha cao của nó là 1m18 tán ngang của nó là được 86 cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha rồi giá là 1 triệu 300 ngàn em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha rồi à, thì cái này cái cũng là cây cuối clip em giao lưu với cô chú anh chị mình ngày hôm nay ha thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào ủng hộ cho bên giường của em nha số điện thoại giao lưu của em là 0868 một. đó cũng là số zalo của em luôn địa chỉ của em là ở ấp phú hội xã vĩnh thành quyền trà lách tỉnh bến tre nha cô chú anh chị rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ cho em ạ à. À, em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình nha